trận này thì căng, trận này thì đáng xem đây. Trận này thì đáng xem. Cảm ơn anh Lê Đức Anh đã tặng cho chim sẻ nắng 500 sao. Cảm ơn Nguyễn Đình Trung đã tặng cho chim sẻ 100 sao. Tối nay em vẫn bình luận mọi người ạ. Tối nay em vẫn sẽ bình luận kèo đấu 22. Hy vọng rằng là mọi người lên xem để ủng hộ cho cả em và cái em chúng sẻ. Cho em một like và fanpage của em thì càng tốt. Cảm ơn mọi người. Chứ còn gì nữa, anh bây giờ dạo này chiến thuật mắc binh không? Bình luận viên đọc tên mình có thấy uốn lưỡi không? Tuấn Phương thì có gì uốn lưỡi không nhỉ? Bình thường anh phải đọc những cái tên như kiểu sạc cái này tông tém cái gì gì đấy, song chảo nó nhiều gì đấy, nhiều cái tên nó dị nhiều. Anh em chia sẻ nhiều vào thì nó mới có sao rơi được. Một tên lừa cố tình nói thế để mình đọc tên lên, bịp thật đấy. Rất lắm trò. Em đang là bình luận viên của clan nào đấy, em đang là bình luận viên của clan Game TV, của bình luận viên của clan Game TV. Hy vọng là mọi người ủng hộ Game TV mà có giải ai xấu trai nhất chắc là mình mút luôn giải nhất nhì, chịu đấy. Giải xấu trai nhất thì em sẽ không tham gia, bởi vì em tham gia thì em chỉ tham gia những cái giải mà em chắc chắn vô địch thôi, còn giải đấy thì em chắc chắn là không vô địch được, em không tham gia. Tối nay là kèo 22 nha mọi người. Tối nay là kèo 22, chim sẻ với chim tám đối đầu với chim hoàng nhi với lớp. Hy vọng rằng mọi người ủng hộ. Lê Lâm là người ăn hành khỏe nhất Việt Nam. Ăn hành khỏe nhất Việt Nam. Cái ăn hành đấy là tôi hơi phục luôn đấy. Vì mình đánh kiểu ăn hành kiểu sáu cung trắng là kiểu túi người chả muốn đánh đấy. Những người ăn hành khỏe, tôi em thật với anh em, những người ăn hành khỏe là những người mà lên trình được. Bởi vì ăn hành khỏe anh em đánh rồi một ngày thì anh em cũng sẽ khỏe lên được thôi. Còn những người ăn không, ăn hành không khỏe và ăn có một C mà đã cay mắt không đánh nữa thì hơi khó để lên. Lớp người ăn hành hơi khỏe đấy, ngày xưa thì em thấy lớp chưa lên top 1 cũng ăn hành khỏe lắm. Đội hình 2 của Hà Nội đấy cũng ăn hành nhiều lắm. Và hôm nay được cái chì. Lối đánh của với lớp thì anh em cũng biết rồi. Lối đánh chì chà. Đánh với lớp, làm kèo với lớp anh em thấy với lớp có làm kèo. Tất nhiên cửa trên thì ai cũng nhận rồi, nhưng mà cửa dưới lớp vẫn nhận. Đấy là cái ưu điểm mà là chỉ có với lớp mới có thôi. Ít người có cái đặc tính của với lớp. Rất mê đế chế, rất nhiệt tình. Đấy là ưu điểm của lớp. Tất nhiên nhược điểm thì cũng có, nhưng mà tội không tiện nêu ra đây. Khác gì bên xấu với lớp trên mặt là trên sóng truyền hình. Bình luận viên bình luận bóng đá đi. Em cũng rất muốn bình luận bóng đá nhưng mà chưa có cơ hội. Sẽ có bằng lái du thuyền rồi Cammy. Hình như là mua thì cũng mua rồi đấy, nhưng mà hình như là chưa có bằng lái nên không dám lái. Tất cả ở Hà Nội thì ở công mua du thuyền không lái ở đâu. Mua du thuyền để đâu bây giờ chẳng lẽ. Hai mươi lăm trên 28. Đối thủ là V-Lup và V-Lup cầm xe trong trận này. Bình luận to lên Kami. Ok. Buổi tối là một kèo đấu rất đáng xem. Kami cắt tóc chưa? Thực ra thì em cũng không cần cắt tóc lắm, bởi vì có được lên hình đâu mà cắt tóc. Khi nào em được stream lên hình xin phép anh em cắt chọc và xong đấy nhuộm tóc cho mát. Một trận đấu mà lớp lên đời sớm hơn so với sẻ là rất nhiều.
Mặc dù sẻ kích đời cũng không hề tệ, 13-8 với 26 nông dân gia. Nhưng sẻ lên đời muộn hơn rồi, về lớp rất nhiều. Nâng cấp chặt gỗ luôn thành chim sẻ. Rất tự tin, không xin giò à. Đánh gì đây? Châu chém hay là đánh... Như vậy là nâng cấp công, khả năng là đánh châu chém trong trận này. Khả năng là châu chém thì được, chứ cung A thì nó hơi tù. Thì đối đầu với xe mà đánh cung A thì nghĩ là Yamato sẽ không có quá nhiều lợi thế. Tặng em, cảm ơn anh Trà Đá đã tặng cho chim sẻ 500 sao. Hôm nào Việt Nam đá lượt về với Kami, cái này hỏi em khó quá. Một người mà cũng không xem bóng đá nhiều. Mùng 6 nha mọi người. Hay nói cái khác là không được xem. Bởi vì những lúc nào vào đội tuyển đá, những cái trận ngày hôm qua đội tuyển đá thì lúc đấy là đang bình luận cái gì ấy. À, bình luận liên tỉnh, nên là không được xem. À không, xong liên tỉnh rồi, đi ăn nhưng mà hết rồi. Cái lúc đi ăn là hết rồi. Trận này khó thành cho xe. Trận này một trận đấu khá khó thì chim sẻ, các bạn nhìn thấy là lạc đà, một con lạc đà thôi, nhưng về lớp đang ăn được khá nhiều dân của chim sẻ đang chuẩn bị co bánh xe. Sẻ đang khung nhà rất rộng trong trận này. Thôi đứt đặc biệt nhé. Và chim sẻ có 1-0 dành giữa 1-1 trong trận đấu thứ hai dành cho game thủ Vlog xin chào.